Hello, hello. Xin chào các bạn đã trở lại với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Bây giờ là ngày 14 tháng 11 Ở Việt Nam nay còn đã bước qua ngày thứ ba rồi Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều Và Thuần đã trở lại sau hai ngày vắng mặt Nhưng mà hai ngày đó đó là cuối tuần Và Thuần cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin nổi bật với các bạn trên mạng xã hội Cho nên những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội như là Facebook Telegram hay là Twitter đó cũng nên dành thời gian để mà theo dõi để biết được những thông tin mới nhất. Nhưng mà hôm nay đã thuận sẽ tiếp tiếp tục chia sẻ thêm một số những cái thông tin mới nhất với các bạn cũng như là tóm tắt lại những gì xảy ra trong cuối tuần vừa qua tại vì có rất nhiều drama luôn các bạn tiếp tục xoay quanh cái thông tin mà lớn nhất hiện bây giờ đó chính là cái thông tin liên quan tới rằng FTX đã khai phá sản rồi những chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp còn sàn nào có vấn đề nữa chúng ta cũng thấy có nhiều thông tin ngày hôm qua đó có một cái drama rất lớn liên quan tới crypto.com và các bạn thấy được đó là bây giờ đây là cái thông tin hàng đầu luôn không chỉ riêng là trên crypto đó các bạn các bạn nhìn vào đây là trang CNBC thì các bạn đã thấy được là ngay chính giữa đó chính là thông tin gì quan trọng nhất ngày hôm nay đó chính là cái thông tin liên quan tới FTX còn quan trọng hơn cái thông tin là Amazon sẽ sa thải nhân viên nữa các bạn hay là Elon Musk nói gì về Twitter các bạn thấy được là đây là cái thông tin là trọng điểm mà nhiều người rất là quan tâm đến đây là một sự kiện rất là lớn luôn để thường chia sẻ thêm với các bạn và những người nào mà muốn biết là bây giờ đó FTX đã khai phá sản rồi đây những bước kế tiếp có thể là sẽ ra sao thì thường đã làm cái video chia sẻ hôm thứ sáu đó nhưng mà nào mà muốn biết thêm thì có thể xem video đó trước khi mà xem video này để các bạn hiểu thêm tình hình thì nhìn chung đi trước hết chúng ta hãy nói tới thị trường tài chính nói chung Thì các bạn đã thấy được là chứng khoán hôm nay đã đỏ một chút Nhưng mà các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đó chứng khoán đã xanh trở lại Sau khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI đó Tốt hơn là ước tính có nghĩa là phần trăm lạm phát để có xu hướng giảm rồi Khiến cho mọi người đó đã có cái lòng tin trở lại là khả năng là Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất đó là cái khả năng trong tháng 12 này và cái mà thủ mới vừa nói đó là Fed có khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất nha các bạn chứ không phải là Fed giảm lãi suất cái đó chúng ta còn lâu lắm nhưng mà ít ra đó đó cũng là một cái sự lạc quan trong thị trường chứng khoán và tôi như rồi đó cũng đã có cái sự hồi phục trở lại hôm nay đổ một chút nhưng mà hợp đồng tương lai bây giờ đó của những chỉ số chứng khoán thì đã xanh trở lại một chút thì nói chung đó là thông thường thì chúng ta sẽ thấy được là crypto cũng sẽ có cái sự tăng trưởng tiếp tục nhưng mà chỉ đáng tiếc là cái sự kiện FTX khiến cho bây giờ đã lòng người khá là hoang mang ở trong thuyền crypto này và thuận cũng đã viết một cái bài cũng khá là dài chia sẻ về cái suy nghĩ của thuận hiện bây giờ khi mà có thời gian đó có thể là trong video này hay là video sau thuận sẽ chia sẻ bài viết đó với các bạn ở trên video này nhưng mà nhưng mà nào muốn biết trước có thể lên trên những cái mạng xã hội để mà đọc và bài viết đó cũng đã có trên thuận capital com thì chúng ta cũng sẽ nói tới dầu đi thì các bạn thấy được dầu đã trở lại mức là 85 đô cho một thùng dầu thì cái mức này là cái mức mà chúng ta đã thấy trong thời gian là hơn một tháng qua rồi đây là cái mức chính giữa giữa cái mức mà tổng thống Joe Biden muốn và cái mức mà cái nhóm OPEC Plus muốn các bạn đã nhớ là tổng thống Joe Biden muốn cái mức này đó là khoảng 70 đô nhưng mà cái nhóm OPEC Plus thì muốn cái giá dầu là 100 đô bây giờ chúng ta nằm chính giữa và đã nằm chính giữa trong một thời gian dài rồi vàng đó thì cũng có cái sự hồi phục trở lại cùng với là chứng khoán từng vừa rồi các bạn thấy được là bây giờ một ounce vàng nó hợp đồng là 1771 đô chúng ta cũng đã đi trở lên và hướng về cái phía là 1800 đô đó là tình hình chung và chúng ta cũng có một số những thông tin lớn ngày hôm nay liên quan đến thị trường tài chính nói chung trước hết đó chúng ta có một cái lời phát biểu đến từ phó chủ tịch của Fed là Leo Branner thì bà ta nói gì thì Leo Branner đã nói đó là có khả năng không có chắc chắn 100% nhưng mà có thể đó là rất nhanh chóng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất giống như thường vừa chia sẻ với các bạn giống như là kỳ vọng của tuần vừa rồi khi mà chúng ta thấy chỉ số CPI đó đã có tiến triển tốt hơn thì đây nghĩa là gì? Đây nghĩa là chúng ta thấy được là cái đợt kế tiếp đó mà Fed sẽ hợp đó còn tới khoảng một tháng là các bạn tới 29 ngày 16 giờ nữa thì từ đây đến đó đó chúng ta vẫn còn cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI của tháng kế tiếp chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới phần chậm thất nghiệp cho nên chúng ta vẫn còn rất là nhiều những thông tin trước khi mà phép hợp và cái đợt hợp tháng 12 này đó sẽ là đợt hợp cuối cùng của năm nay luôn các bạn sau đó đó thì chúng ta sẽ bước qua năm mới và một tây tháng 2 của năm 2023 là cái đợt hợp sau tháng 12 các bạn đợt hợp kế tiếp đó là ngày 14 tháng 12 của năm nay và được hợp cuối cùng. Và điều mà các bạn nên biết ở đây đó, đây chỉ là lời phát biểu của riêng bản thân của Phó Chủ tịch là Leo Brand mà thôi, một trong những quan chức của Fed thôi các bạn nên biết đó là khi mà họ họp thì họ sẽ bỏ phiếu xem coi là lãi suất sẽ tăng ra sao. Cho nên chúng ta cũng không thể chắc chắn 100% đó là kỳ này khi mà Fed họp đó, Fed có thể là chỉ tăng lãi suất có 0.5 mà thôi. Nhưng mà ít ra đó bây giờ chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai thì như thế nào. Các bạn thấy được là hiện bây giờ đó Phần trăm của Fed là khoảng 4.0 đi thì các bạn thấy được là 80,6% của hợp đồng bây giờ là nghiêng về là Fed sẽ đẩy phần trăm lãi suất lên tới 4.5 các bạn nhìn thấy bên dưới này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Fed mừng lớn bây giờ đó người ta nghĩ là Fed chỉ tăng có 0.5 mà thôi chứ không có tăng 0.75 nữa. Đương nhiên chúng ta vẫn còn là 19,4% nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng 0.75 nhưng mà bây giờ là nghiêng về là 0.5. Đây là cái thông tin lớn ngày hôm nay và cộng vào đó đó các bạn thấy được là chỉ số DXY cũng đã có cái xu hướng nguội lại Các bạn đã nhớ là chỉ số này đã lên tới cái mức cao cách đây khoảng chừng là hai tuần trước đó là tới 114 lần các bạn Bây giờ chỉ số DXY đó đã, đã nguội là một chút ở mức là 106.95 Thì đây cũng là một trong những điều mà những người trader ở forward đó rất là quan tâm đến Tại vì cái chỉ số DXY các bạn đã nhớ là nó có cái sự tương quan âm với lại chứng khoán của Hoa Kỳ và cái sự ảnh hưởng của chứng khoán Hoa Kỳ các bạn đã thấy rồi ảnh hưởng đến uh, những ngành khác như là chúng ta nói tới vàng chúng ta nói tới dầu chúng ta nói tới thậm chí là crypto cho nên cái mà nhiều người muốn thấy đó là chỉ số DXY này có cái xu hướng giảm và đã nguội lại trong những mấy ngày qua đây cũng là những cái thông tin coi như là lạc quan đấy các bạn đối với thị trường tài chính nói chung nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem Coi là cái đợt hợp kế tiếp này của Fed đó, giọng điều sẽ ra sao Nhất là trong năm 2023 tới đây Thì Fed sẽ có những kế hoạch như thế nào Ngoài cho những cái điều đó ra Các bạn thấy được là cái sự lo lắng Vẫn là như vậy Có nghĩa là nhiều người đó tiếp tục lo lắng Là Fed có thể là sẽ Không có ngừng tăng lãi suất đúng thời điểm dẫn đến là chúng ta đã thấy là Fed có thể là ra tay quá nặng dẫn đến là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính chúng ta tiếp tục thấy nhiều công ty đó lại tiếp tục sa thải nhân viên cho bạn hồi sáng này thông tin lớn là Amazon Amazon các bạn đã biết là sau khi mà Jeff Bezos đã rời khỏi chức vụ CEO Chúng ta có cái CEO mới đó chính là Andy Jassy Thì Andy Jassy đó đã ra quyết định là sẽ sa thải uh, khoảng chừng là 10.000 nhân viên các bạn của công ty Amazon Và đương nhiên đây không phải là công ty duy nhất rồi các bạn thấy là gần đây có rất nhiều những công ty công nghệ đó sa thải nhân viên Chúng ta đã nhớ là tuần vừa rồi Thì uh, Meta nghĩa là Facebook đó họ nói là họ sẽ sa thải khoảng chừng là 13% nhân viên luôn các bạn là hơn 11.000 người và Twitter đó cũng đã layoff nghĩa là sa thải nhân viên hồi thứ sáu các bạn đã nhớ là mới đầu đó Elon Musk nói là sẽ sa thải khoảng chừng là 75% nhân viên nhưng mà cuối cùng là sa thải khoảng chừng là phân nửa nhân viên luôn các bạn nói chung đó, thì nhiều công ty bây giờ đã, đã lên tiếng là sa thải nhân viên và các bạn thấy được đây không phải là tình hình chung của một công ty nào mà rất nhiều công ty cũng như vậy cho nên nếu như chúng ta thấy được cái phần trăm thất nghiệp mà nó không có cái sự tăng trưởng cho lên cái thời gian thì nó sẽ có cái gì đó không đúng rồi các bạn thay vì những con số này đó là rất lớn luôn trước đây chúng ta nghe nói công ty này sẽ thải khoảng chừng là 100 nhân viên công ty kia sẽ thải khoảng chừng là hai ba trăm nhân viên bây giờ chúng ta nói đến con số là 10.000 13.000 các bạn thì những con số này đã hoàn toàn không có nhỏ đâu và đây đó là những cái công ty trên sàn chứng khoán cho nên họ mới thông báo cho cổ đông biết chứ còn những cái công ty mà tư nhân đó không phải là trên sàn chứng khoán thì họ không có cần phải thông báo đâu các bạn, các bạn cứ nghĩ đi biết bao nhiêu công ty bây giờ sa thải, các bạn cứ nghĩ đến những cái ngành mà liên quan đến bất động sản thì bây giờ đi, tại vì lãi suất đang tăng cao như vậy đó, thì các bạn thấy là cái số lượng nhà bán đó đã chậm lại rồi, thì đương nhiên cái số lượng công ty mà liên quan đến bất động sản đó cũng sẽ sa thải nhân viên những công ty mà cho vay đó các bạn nghĩ đi đầu năm nay đó phần trăm lãi suất chỉ có hai chấm mấy bây giờ phần trăm lãi suất đã hơn 7 chấm rồi khi các bạn mượn tiền 30 năm thì các bạn nghĩ là còn bao nhiêu người mượn tiền nữa thôi nhớ đó là cách đây khoảng chừng 3 tuần đó thì ngân hàng Bank of America là ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ đó các bạn họ thông báo là cả ngân hàng Bank of America luôn chỉ còn có 11.000 loan thôi các bạn nghĩa là họ chỉ đang giải quyết có 11.000 đơn xin mượn Mượn tiền để mà mua nhà mà thôi 11.000 các bạn nghe có lẽ là nhiều Nhưng mà các bạn nghĩ đi Cả một nước Hoa Kỳ Đối với ngân hàng Bank of America Mà họ chỉ có 11.000 đơn Xin mượn tiền mua nhà thì các bạn thấy được là tình hình nó đang khó khăn như thế nào rồi cho nên có số lượng nhân viên bị sa thải đó hoàn toàn không ít đâu. Khi mà thuận đọc những thông tin này ra thì thường lại có cái liên tưởng đến năm 2008 các bạn các bạn có đã biết. Năm 2008 là cái năm mà thuận bắt đầu làm việc cho thị trường tài chính và lúc đó đó thuận còn rất là trẻ nhưng mà bây giờ đó nhìn lại đó thuận bắt đầu suy nghĩ đến những cái sự giống nhau hay là khác nhau giữa tình hình bây giờ với năm 2008 và thuận có thể chia sẻ với các bạn một cái À, điểm rất là khác biệt giữa bây giờ với năm 2008 đó cái thời gian đại suy thoái đó chính là gì? Đó chính là ra những công ty bây giờ đó các bạn nghe nói sa thải nhân viên là phần lớn đó họ vẫn đang có lời và họ sa thải nhân viên để họ có thể tiếp tục kinh doanh một cách một có lợi nhuận khác với lại năm 2008. Năm 2008 đó nhiều công ty họ sa thải nhân viên tại vì họ đang bị thua lỗ rất là nhiều và thậm chí đó nhân viên bị sa thải tại vì công ty đó sắp sửa khai phá sản rồi các bạn cho nên đây là cái sự khác biệt rất là lớn đợt này chúng ta thấy là nhiều công ty đó họ sa thải nhân viên giống như là chuẩn bị trước lỡ như mà tình hình xấu hơn khác nhiều so với năm 2008 là họ bị ép buộc và sa thải nhân viên tại vì tình hình đã xấu rồi và họ không có trở tay kịp đó là cái điểm khác nhất mà thường thấy được hiện bây giờ điểm khác thứ nhì đó liên quan đến bất động sản nhiều bạn hỏi thường đó là liên quan đến những người mà đi vay mượn đó thì lý lịch tài chính của họ ra sao thì đợt này đó tuy là chúng ta thấy được bất động sản cũng có cái sự tăng trưởng cao nhiều người cũng đi vay mượn nhưng mà cái số lượng người vay mượn bây giờ đó thì lý lịch tài chính của họ đó có nghĩa là cái điểm tín dụng những cái thứ đó đó thì nó đã kiểm tra gắt cao hơn không có lỏng lẻo như năm 2008 nữa cho nên cho dù là bây giờ đó tình hình có thể là xấu và thậm chí tình hình như bây giờ có thể dẫn đến là bất động sản sụp mạnh năm 2008 tại Hoa Kỳ thì bây giờ bất động sản vẫn có thể giữ được một mức giá nào đó tại vì những người đi vay nợ đó thì là những người mà hoàn toàn là có khả năng trả nợ nếu như đây là một điều rất quan trọng nếu như mà họ vẫn còn công an việc làm đó là điều là cực kỳ quan trọng nữa các bạn tuy nhiên chúng ta um, không có muốn là người ta bị sa thải quá nhiều nhiều bạn thì nói là muốn có cái sự sa thải tăng lên tại vì nó sẽ đẩy phần trăm thất nghiệp tăng lên để Fed mới nương tay nhưng mà tôi nghĩ là Fed đó, rất lo lắng à, một vấn đề đó chính là phần trăm thất nghiệp đó, đương nhiên sẽ tăng lên khi mà người ta sa thải nhưng mà chỉ nên tăng tới một mức nào đó mà thôi tại vì nếu mà tăng quá đó thì những người bây giờ cho dù là họ có lý lịch tốt đi nữa đó mà họ không còn việc làm thì họ cũng sẽ không thể trả được tiền và sẽ dẫn đến cái hệ lụy là bất động sản lại bị sụp giống như năm 2008 này đó các bạn đây là cái sự lo lắng chung mà Thùng muốn chia sẻ để các bạn hiểu hàng ngày chúng ta nói những thông tin này đó là thường thường hay liên tưởng tới những cái sự kiện gì thêm vào đó chúng ta có những những cái thông tin cũng khá là vui nhộn đó các bạn à, nhưng mà thường nghĩ là không có vui nhộn đối với lại Elon Musk đâu tại vì sau khi mà Elon Musk thu mua lại Twitter đó thì các bạn đã thấy được là mọi thứ nó diễn biến cho tới bây giờ không biết là thời gian cũng ngắn mà thôi nhưng mà những cái diễn biến đó thì không có như là nhiều người mong muốn có nghĩa là Twitter bây giờ đó đang thua lỗ Elon Musk đã sa thải nhiều nhân viên rồi các bạn và hiện bây giờ đã có rất nhiều công ty họ không có mua quảng cáo trên Twitter nữa vì một lý do này hay một lý do khác thì đương nhiên Elon Musk thì nói là tại vì họ chống đối Elon Musk về cái suy nghĩ tự nhiên ngôn luận hay là họ chống đối Elon Musk tại vì họ ủng hộ đảng Dân Chủ hay là một lý do nào đó thì tôi nghĩ là là lý do đó đương nhiên cũng có rồi các bạn nhưng mà sự thật đó có nứt là nhiều những công ty đó họ chỉ đơn giản không muốn quảng cáo nữa tại vì họ sợ đó là cái cách quản lý mới này sẽ dẫn đến là nhiều ngôn ngữ không tốt ở trên Twitter dẫn đến nhiều thành phần xấu hơn trên Twitter dẫn đến à, là những cái như là kỳ thị chủng tộc có thể xảy ra trên Twitter vân vân cho nên họ không có muốn quảng cáo mà dính liền với lại một cái nền tảng mà có khả năng điều đó xảy ra cho đến khi nào mà họ rõ ràng hơn về cái cách kiểm tra nội dung của Twitter nhưng mà bây giờ Elon Musk nói là SpaceX sẽ mua quảng cáo trên Twitter cho nên người ta mới troll Elon Musk à, có hình như vậy là hai người bắt tay nhau ký hợp đồng quảng cáo nhưng mà đương nhiên các bạn biết SpaceX là công ty của Elon Musk rồi bây giờ mua quảng cáo trên Twitter thì giống như là tiền bên uh, túi trái chuyển qua túi phải gì đó, đó là cái cách suy nghĩ của nhiều người. Thôi, chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về cái thông tin liên quan đến uh, tình hình crypto đi. <laughs> Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a